Thằng Đức Nhật đó, nó nói rằng ở Việt Nam có câu nói nổi tiếng là mình phải tránh yêu cặp bồ với một một là con của thầy, con mình nên tránh mà yêu với một là con của thầy, hai là vợ của bạn, và ba là gái chỗ sở làm, đúng không? Không, lúc nào mà tụi em hỏi người ta nói cái lời nói đó, mình phải hỏi ai nói cái lời nói đó. Thằng nghèo nó nói cái lời nói đó, cái thằng giàu nó nói cái lời nói đó, hay cái người đàn ông mạnh mẽ nói cái lời nói đó, hay đàn ông đó, ốm yếu nói cái lời nói đó? Lúc nào anh cũng hỏi câu hỏi đó chứ. Như bây giờ đó, anh hồi đó anh nghèo, anh không biết được, anh không biết phân biệt được. Hồi đó anh là người đàn ông ốm yếu đó, anh không có phân biệt được ai nói cái lời nói đó. Bây giờ đó anh làm giàu, anh đó biết làm tiền làm sao, anh biết làm kinh doanh làm sao, anh biết làm người đàn ông mạnh mẽ làm sao. Anh 52 tuổi rồi, anh đã trải qua nhiều cái kinh nghiệm á, nó giúp cho anh đó biến thành người đàn ông mạnh mẽ rồi. Thì cũng mà anh nghe cái lời nói đó, anh sẽ biết rằng đó, là cái lời nói đó là của cái người đàn ông ốm yếu nói, hay cái lời nói của người đàn ông mạnh mẽ nó nói. Như thí dụ như cái mình phải tránh yêu cặp với con của thầy á, thì cái đó đó là của cái người đàn ông ốm yếu nó nói gì, có chắc chắn là không phải người đàn ông mạnh mẽ rồi. Người đàn ông mạnh mẽ đâu quan tâm là con đó con của thầy hay con của ai đâu, quan tâm làm gì. Lý do mình phải tránh khỏi con của thầy là Đúng rồi. không, có người đàn ông ốm yếu nó nói gì. Cái thằng đó, nó không biết tán gái á, không biết á, mà cô gái sao đó, nó mới nói cái lời nói đó. Còn cái chắc chắn cái thằng đó, nó biết đó không, nó không bao giờ nói cái lời nói đó. Ok, còn thứ hai đó không, là vợ của bạn thì ai mà nói cái lời nói đó không, là chuyện tào lao. Cái đó, vợ của bạn mình á, mình đi á, mà mình đi á, là gì đó, mình tránh Yêu là gì? mình tránh mà người yêu của bạn mình á, thì cái đó dĩ nhiên là cái đó mình không cần nói nữa. Cái đó mình phải nói đó bông, cái đó là cái người đàn ông ốm yếu mới nói cái lời nói đó. Còn người đàn ông mạnh mẽ mình không cần nói. Cái vấn đề mà mình đi chơi với bạn bè mình đàn ông mạnh mẽ đó bông, như anh với mấy thằng bạn của anh đi, cứ mà con nhỏ đó anh thương nó bao nhiêu, hay là nó đẹp bao nhiêu, hay chân nó dài bao nhiêu đi, anh em mình đã chơi chung nhau phải không, nó mà thương em đi mà nó bỏ em rồi đó bông, là nó Đúng không bao giờ nó cặp với anh được. Anh sao vậy? Em có cần nói là hey anh Tài, anh Tài đừng có cặp bồ mà xưa của em nha. Em có cần nói gì? Tại sao vậy? Là em cái cũng văn hiểu hóa, rồi. cái văn hóa của người đàn ông mạnh mẽ họ đã biết cái đó rồi, mình không cần nói nữa. Mình không cần nói. Không, vợ anh mà nó bỏ anh đi, bồ anh mà nó bỏ anh đi, mấy anh bạn của anh nó không bao giờ nó đi cặp bồ với mà vợ anh hay là bạn của anh hết trơn. Tại sao? Tại vì nó tôn trọng á cái đồng minh với anh, nó tôn trọng á cái bạn bè với anh, nó không bao giờ nó nghĩ đến cái vấn đề nữa. Như mấy mấy nhỏ bồ mà của mấy anh bạn của anh, hay mấy anh bạn của anh đó, khúc mà nó bỏ bồ nó rồi đó, anh có liên lạc hay nói chuyện với bồ nó được không? Không. Như như em, vợ của em hay là bồ của em đi, anh em mình chơi nhau bạn thân nhau phải không, thì đó cũng mà vợ em hay là bồ của em nó bỏ em đi, anh có đi nói chuyện với nó không? Không bao giờ, không bao giờ. Như nó gọi nó, ê, anh Tài nói cái lịch sư gì đó không, nó giúp cho anh Tài mở cái quỹ đầu tư hay là gì không, thì anh nói nó ok đây số điện thoại của lịch sư đó, gọi nói chuyện đó. Chứ nó gọi nói chuyện với nó. Ủa sao mà em gọi anh Tài né ra ngoài vậy? Tại vì á, là em hồi đó xưa bồ của thằng bạn của anh không thấy đó không, sao bây giờ em không cặp bồi nó, không làm tình với nó, thì cái đó mình không có mà nói chuyện nhau nữa. Vậy thôi. Mà cái đó giữa em với mà anh Thế, mà chứ đâu phải giữa em với anh Tài đâu. Thằng Thế là nó bạn của anh. Hồi đó em đi làm tình với nó, rồi xong bây giờ không làm tình với nó, em đi làm tình với anh khác đó, thì em đi chơi với anh khác đi. Đúng không? Cái đó mình không cần nói nữa, cái đó mình không cần nói cái lời nói nữa. Người đàn ông mạnh mẽ đó không, họ biết nhau cái vấn đề đó không, mình không cần nói nhau nữa. Ok, còn cái thứ ba đó là con gái cho chỗ sở làm đó không, thì có người đàn ông ốm yếu mới nói gì.
Còn người đàn ông mạnh mẽ nó quan tâm, cái người đàn ông mạnh mẽ không không quan tâm là cái đó là mà con của thầy hay là con gái ở sở làm, quan tâm cái chuyện làm gì? Dạ, đúng rồi. Thì cái đó là người đàn ông ốm yếu. Ok. Như tụi em có quyền hỏi anh đó không? Là anh Tài nghĩ cái lời nói này đó, là cái tư duy này đó, là tư duy của người đàn ông mạnh mẽ, người tư duy của người đàn ông ốm yếu, thì anh có thể trả lời được. Còn như tụi em hỏi anh đó là anh Tài nghĩ câu hỏi của mấy người đàn ông ốm yếu này nói sao đó không? Anh không nghĩ gì hết chứ. Cái lời nói của người đàn ông ốm yếu đó không? Anh không bao giờ để ý, anh né tránh khỏi chứ. Tại vì anh mà bỏ cái lời nói trong cái đầu của anh á, anh mà suy nghĩ nhiều quá đó không? Anh sẽ ốm yếu như họ luôn. Anh đang làm cái người đàn ông mạnh mẽ phải không? Mà anh cho cái tư duy đó, cái mấy cái lời nói đó vô trong đầu của anh á, là anh sẽ ốm yếu luôn. Ok. Dạ.